đi nó hỏng à. Biết mấy con to lần trước. Mấy má không? Mũi da. Thấy con to mà chích ra ha. Mày to. Xịt ra dưới trời. Hấp vô kìa. Dường vô trong đây nè, chị lấy có sông thì sông cái máy trong này luôn nó khỏe luôn. Thôi kệ ráng đi, mở hàng. Cái là nhìn thì rứa ra phát bày, mà chết ra. Đang đang á. Anh nín là chị. Không khách khách em đi khách nha. Hồi ai đi chạy qua nhà chị kia hả? Ok vậy anh chấm phải. Trời thì mưa. Nước ở dưới nó hồi yếu mà. Chắc là thằng quên lấy là không đổ nước rồi đó. Quên lấy lên bồn rồi đó. Nó quên lấy nước lên bồn. Tự động mà. Quên nổi. Biết đấy. Nhưng mà đi. Đúng rồi, nhìn á, nhìn dài không phải dài rồi á. Chắc mắt nó còn phân biệt đúng sai. Cái kệ này. Kệ ráng rồi. Ghẻ điên ghê á. Ghẻ này. Ráng chẳng hết cá luôn. Chắc được á. Nhỏ nhỏ cũng được. Cái chuyện mà tắt là cả ngày tắt. Chó xoay xoay dưới đây là gì hả? Để vô thì nóng mà. Yeah.
nãy mình còn kêu chắc được 2 cái nữa chứ. Ghê. Phốc thay răng, mờ đúng không? Thấy mờ mờ. Đúng rồi, cái niềm răng như mặt như điện được. Hồi đau hơi nó mạnh vậy? Đấy đâu. Đưa vô có được cái gì không? Đúng là cái số 23. Phúc. Trừ răng bóc tiện này. Có nhà massage đây nè. Anh đi không biết mình nói cái vụ chị luôn không? Cái một giá nó được mấy 70 tấm chục thì ít thế.
một quán là cho được mấy quán. Không chị?